Trong một vụ sáp nhập do chính quyền Thụy Sĩ thiết kế và công bố vào hôm 19 tháng 3, ngân hàng Thụy Sĩ UBS sẽ mua lại đối thủ Credit Suisse với giá hơn 3 tỷ đô la Mỹ và gánh khoản lỗ lên tới 5,4 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi đã thống nhất một khuôn khổ hỗ trợ với các cơ quan quản lý Thụy Sĩ để đảm bảo cuộc sáp nhập thành công vì lợi ích cao nhất của Thụy Sĩ và bảo vệ các cổ đông của chúng tôi. Thỏa thuận này đã nhận được sự hoan nghênh từ giới lãnh đạo các ngân hàng trung ương khác, những người lo sợ tình trạng hỗn loạn sẽ làm thị trường chấn động hơn nữa. Các quan chức đang chạy đua để giải cứu ngân hàng 167 tuổi, một trong những nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, sau khi hai công ty cho vay của Mỹ là Silicon Valley và Signature sụp đổ chỉ trong vòng một tuần. Đây không phải là cứu trợ, đây là một giải pháp thương mại. Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Karin Kaulasatter cho biết, thỏa thuận này sẽ ngăn chặn cuộc khủng hoảng niềm tin vào Credit Suisse lan rộng khắp thị trường tài chính toàn cầu. Sự phá sản của Credit Suisse sẽ gây ra thiệt hại ảnh hưởng rất lớn trên thị trường tài chính Thụy Sĩ, ngoài ra còn có nguy cơ lây lan cho UBS và các ngân hàng khác, cũng như trên toàn thế giới. Ít nhất hai ngân hàng lớn ở châu Âu đang xem xét các kịch bản về tác động lan rộng có thể xảy ra trong lĩnh vực ngân hàng của khu vực và mong đợi Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương châu Âu can thiệp với những tín hiệu hỗ trợ mạnh mẽ hơn, hai giám đốc điều hành cấp cao cho hay. Trong một dấu hiệu của phản ứng phối hợp toàn cầu, Ngân hàng Trung ương châu Âu tuyên bố sẽ hỗ trợ các ngân hàng khu vực đồng euro cho vay nếu cần, đồng thời cho biết thêm việc Thụy Sĩ giải cứu Credit Suisse là công cụ để khôi phục lại sự bình tĩnh. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.